Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyễn Family Boston. Hôm nay mình làm cái video này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà mình chăm sóc những cây lan mà sau khi thay chậu nó không tốt nha các bạn. Có nghĩa là có thể là nó bị sốc hoặc là cái cây đó nó không thích đất nung nên nó không tốt. Thì bên cạnh những cái cây mà rất là tốt như thế này thì có những cái cây nó sẽ không tốt. Có những cái cây khi mà mình thay chậu vào trong đất nung thì nó phát triển bình thường giống như là mình chưa từng thay chậu gì đó các bạn. Ví dụ như cái cây này đây thì nó ra lá mới rồi ra rễ mới, phát triển bình thường sau khi mà nó tàn hoa thì nó vẫn bình thường các bạn. Đây là cái lá mới của nó đang mọc nè, rồi nó cũng ra rễ. Giống như cái cây này mình thay trong đất nung, cái rễ nó còn nguyên luôn nè các bạn. Thấy nó cũng đang ra cái lá mới nè. Thì cái cây này sau khi nó tàn hoa thì nó đã ra cái lá mới nè các bạn. Cái hoa nó nè, giờ tàn rồi mình để nguyên, mình không có cắt cái nhánh. Cái cây này mình trồng ghép hai chậu đó các bạn, thì hôm nay nó cũng ra lá mới nè. Đây là cái chậu hoa màu trắng. Các bạn nhìn rễ nè, cũng còn nguyên nè. Rồi đây nó cũng đang ra lá mới. Nói chung là những cái cây này khi nó thích hợp đất nung thì nó đều ra lá mới sau khi nó tàn hoa các bạn, và ra rễ luôn. Như cái cây này cũng đang ra lá mới nè các bạn. Những cái cây này là những cái cây mình mới thay chậu gần đây hết đó các bạn. Mình thay chậu trong mấy tháng gần đây. Bây giờ nó cũng đang ra lá mới nè các bạn. Mình mua lúc mùa đông đó. Bây giờ nó tàn hoa. Cái cây tàn hoa mình không cắt, mình để cho nó sẽ ra hoa mới trên cái nhánh cũ. Cái cây này thì hôm nay hoa vẫn còn. Bây giờ thì mình trở lại với những cái cây không tốt. Mình sẽ cho các bạn xem để cho các bạn có những khái niệm, để sau này khi các bạn nhìn thấy những cái cây đó thì mình biết cách xử lý. Ví dụ như cái cây này đây, khi mình mua thì nó có 3 lá thôi các bạn, cũng giống như vậy nè. Và hiện nay thì mình thấy nó không có rễ nào mới hết, và cũng 3 lá không có phát triển gì hết, không có cái dấu hiệu gì thay đổi. Cái hoa nó này các bạn, đây là cái hoa của nó. Sau khi mà tàn hoa hết thì nó mọc thêm hoa. Đây là một bông, hai bông, ba bông, hình như là nó mọc còn nhiều hơn cái này nữa, nhưng mà đã rụng rồi các bạn. Nên mình đã quyết định mình cắt cái vòi hoa của nó, mình cắm vào trong nước để mình cho cái cây nó mọc, cây nó phát triển đó các bạn. Cho nên khi mình gặp những cái cây ít lá như thế này và thấy không phát triển gì hết thì mình nên cắt vòi hoa để cho cái cây nó phát triển, nó mọc lá, mọc rễ mới cho mình. Cái cây này thì mình sẽ tưới B1 các bạn, để kích thích cho nó ra rễ. Rồi mình cũng sẽ tưới phân luôn. Nói chung là B1 và phân kết hợp với nhau. Còn cái cây này, hôm trước thì nó thúi rễ hết các bạn. Rồi mình bỏ vào trong chậu đất nung, mình cắt rễ nó bỏ hết. Thì hôm nay rễ mới ra rất là nhiều. Nhưng mà cái lá của nó nhăn như thế này nè các bạn, nó bị vàng lá nè. Thì đối với cái cây này thì mình sẽ làm sao đây? Mình sẽ xé bỏ hết mấy cái lá màu vàng ở dưới các bạn, để cho nó có chỗ thoáng rộng rãi để cái những cái rễ nó mọc dễ dàng hơn. Khi mình xé là mình sẽ xé đôi nó ra như thế này. Mình xé từ từ, vì nếu mà mình không cẩn thận thì cái cây nó sẽ bị gãy luôn đó các bạn. Mình xé đôi ra rồi bắt đầu mình xé từ từ. Cẩn thận không thôi là nó gãy cái cây luôn. Ở đây nè các bạn nhìn thấy cái rễ nè, mọc qua đây nó màu đen nè. Đó là cái rễ thúi lúc trước đó. Thành ra làm cho cái lá màu vàng. Rồi nó không hút nước được đó các bạn, thiếu nước. Nó không có rễ mà. Mấy cái rễ ở trên nó còn nhỏ lắm nên nó chưa hút nước được. Đây, mình xé làm hai và mình sẽ gỡ như thế này. Nói chung là khi mình xé những cái lá vàng ở phía dưới đó các bạn, thì cái cây nó thoáng và nó không có bị vô nước vô cái
thân của nó và không bị thúi thân. Nói chung là tốt nhất trồng trong nhà là nên xé bỏ những cái này cho nó dễ chăm sóc. Vì cái cây này đó các bạn, nó cũng đang tốt mà tự dưng cái nó héo lá như thế này, thì mình cũng tò mò không biết là ở bên trong cái rễ nó như thế nào, nên mình quyết định là mình đổ ra để mình coi nó như thế nào. Vì khi mình trồng trong đất nung thì có dễ thay chậu lắm các bạn. Ở đây cái thân nó nè các bạn, nó đen thui vậy nè, và nó ẩm ướt vì cái thân đó nó không còn có hút nước được nữa, không có miếng rễ nào nên nó bị khô. Bây giờ thì mình sẽ cắt bỏ cái thân luôn các bạn. Giờ mình sát trùng cái kéo nha, trước khi mình cắt cái thân của nó. Vì nếu mà cái thân đó mình để đó thì có thể là nó sẽ bị thúi thân, vì cái chỗ đó nó mục rồi đó các bạn. Mình nên cắt bỏ để cho cái cây nó phát triển. Nếu mình cắt bỏ thì từ từ cái thân thúi đó nó sẽ lan lên phía trên. Ở dưới này không còn mọc rễ nữa các bạn, nên mình cắt bỏ luôn. Mình đã làm cái phương pháp này rất là nhiều lần rồi các bạn. Mình cắt bỏ hết những cái phần đen, những cái phần thúi chỗ này mình cắt bỏ, mình làm cho nó sạch luôn, dọn càng sạch càng tốt các bạn. Vì cái phần ở phía dưới này nó không còn tác dụng nữa các bạn, nó sẽ không mọc rễ phía dưới nữa, nó đã mọc rễ phía trên rồi. Có nghĩa là khúc dưới này nó chết hết rồi. Mình mà càng để lâu á, cái nước nó làm ẩm ướt và nó dễ bị thúi thêm nữa các bạn, nên mình phải cắt, mình cắt bỏ hết luôn. Còn cái rễ này nè, thì mặc dù là cái xung quanh nó đã thúi hư hết rồi các bạn, nhưng mà nó cũng vẫn còn có tác dụng hút nước, nên mình sẽ giữ nó lại, mình không có nó cắt bỏ nó. Sau khi mình cắt bỏ thì cái cây nó như thế này nè các bạn. Rễ mới thì nó đâm chia chĩa rất là nhiều, nhưng mà nó chưa có hút nước được các bạn, nó chưa đi bên xuống bên dưới được. Thì bây giờ sau khi mà mình đã dọn nó như thế này thì mình sẽ tha bột quế vô nha. Cái bột quế thì nó có tác dụng làm lành vết thương và ngăn chặn sự nhiễm trùng, cũng như là kích thích cái cây nó ra rễ. Nên lúc nào khi mình cắt xong là mình cũng nên xài bột quế. Bột quế tốt lắm đó các bạn, nên mình rất là thích xài nó. Bột quế thì các bạn có thể mua ở tất cả mọi nơi, ở trong cửa hàng nào cũng có bán hết. Nếu mà bạn vẫn tìm không ra thì có thể lên Amazon, mình lúc nào cũng để cái đường link bên dưới, thì các bạn có thể order. Sau đó thì mình lại bỏ vô trong cái chậu report lại đất nung nha các bạn. Nhưng lần này mình để đất nung ít ở phía dưới thôi, vì không có rễ đó các bạn. Mình để thấp ở dưới thôi để cho cái rễ nó đi xuống dưới. Rồi từ từ mình sẽ kéo nó lên. Sau này nếu mà cái rễ mọc dài lên thì mình sẽ bỏ đất nung vô thêm, mình kéo nó lên. Bây giờ thì mình để dưới thấp thôi. Còn đây là một cây hồ điệp khác nè các bạn. Cái cây này lúc mình mới mua thì rất là tốt, nhưng mà khi mình bỏ vô trong chậu đất nung thì lâu ngày rồi các bạn, cái hoa nó thì vẫn còn, cái hoa vẫn còn tươi, nhưng mà cái lá của nó thì mình thấy nó bị vàng lá. Cái kiểu giống như là nó bị mình tưới nước vô cả lá hay sao đó các bạn, nó vàng rồi mình xé lá riết rồi nó còn có 3 lá à. Mình cũng đã bỏ bột quế, nó không bị thúi thân, nhưng mà mình nghĩ cái cây này có thể là nước đã bị vô cả lá rồi các bạn. Cái cây này thì cái rễ nó thúi hết rồi các bạn. Mình đoán là cái cây này nó không thích đất nung hoặc là nó bị sốc. Thì bây giờ mình cũng đem nó ra, rồi mình sẽ cắt bỏ hết những cái rễ thúi, xong rồi mình sẽ bỏ nó vô đất nung lại, tương tự giống như là cái cây vừa rồi. Đối với cái cây này, nó rụng hết rễ như thế này, nhưng mình không có đáng lo, vì nó đang mọc cái lá mới các bạn. Có nghĩa là nó sau một thời gian nó bị sốc, thì bây giờ nó đã từ từ nó phát triển rồi các bạn, nó quen với cái nhà mình rồi, cái môi trường mới, nên nó bắt đầu nó ra cái lá mới.
Khi mà cái cây nó bắt đầu ra lá mới thì mình không còn lo nữa. Và mình sẽ cắt bỏ hết những cái rễ nè, để nó có thể ra cái rễ mới. Sau khi mình cắt dọn hết thì mình sẽ rửa cho nó sạch các bạn. Rồi mình sẽ chét bột quế vô, rồi mình bỏ vô chậu đất nung lại như bình thường. Vì cái cây nó ít rễ, cái rễ ngắn nên mình cũng bỏ rất là ít đất nung các bạn. Mình không cần phải report nó cao. Và ở đây thì cái cây này là hôm trước mình mới order đó các bạn. Cái cây hồ điệp rừng đó là có cái mùi thơm đó các bạn. Hôm đó thì nó có 4 lá, thì từ từ nó đã vàng hai cái lá kia rồi, mình xé bỏ các bạn. Và rễ của nó cũng bị thối luôn các bạn. Thì mình đã đem cái rễ nó ra, rồi mình cắt bỏ những rễ thối. Thì hôm nay cái cây á, nó đã ra cái lá mới cho mình, và nó đã ra hai cái rễ mới luôn các bạn. Thì cái cây này không còn đáng lo nữa. Tuy là nó rụng hết mấy cái lá khác và nó rụng rễ, nó thối rễ, nhưng mà đã ra rễ mới và ra lá mới luôn, nên cây này không còn đáng lo nữa. Cho nên khi mà mình bị rụng vậy mình cũng không có sợ. Đối với cái cây này nè các bạn, để mình quay lại cho các bạn xem. Cái cây này thì đang có 3 lá mới. Đây nè, cái cây này khi mà lúc trước đó là mình đã quay nó như thế này. Nó có 3 cái lá nhăn như thế này. Nói chung là rễ nó thúi hết trơn rồi, và lá khá nhăn, giống như là sắp chết rồi đó các bạn. Thì mình bỏ nó trong nước, và mình cắt bỏ cái phần cái đuôi nó luôn, cái gốc của nó các bạn, mình cắt luôn. Rồi mình đã chét bột quế, mình để cho nó khô xong rồi, để khô luôn đó, có nghĩa là mình phơi khô nó luôn đó, khô khô hơi đó các bạn. Khoảng 2 ngày thì bắt đầu mình bỏ vô nước, nên cái lá nó bị khô như vậy, lá bị nhăn, và mình bỏ trong nước nè. Cái lúc đó thì nó có một rễ thôi, mình để một thời gian thì nó đã ra rễ như thế này nè. Nó ra một cái nhú, một cái rễ nhỏ, một cái rễ xanh đó các bạn. Thì hôm nay quay lại cái cây này thì nó đã rụng một lá, nhưng mà nó đã mọc rễ cho mình nè. Các bạn thấy cái cây lúc trước là nó có một rễ một, thì hôm nay đã ra rễ nè, 2 rễ, 3 rễ, 4 rễ, 5 rễ luôn. Và nó ra cho mình 3 cái lá luôn. Nó rụng một lá và lên tới 3 lá. Nhưng mà những cái lá mới thì nó nhỏ các bạn. Thì lúc nào cũng vậy, cái cây nó bị stress thì cái lá của nó sẽ nhỏ như thế này. Rồi từ từ nó sẽ phát triển bình thường lại thôi, không có gì phải lo lắng hết các bạn. Thì hôm nay nó đã ra rễ nhiều như vậy rồi, thì mình sẽ bỏ vô trong đất nung luôn các bạn. Vì trong nhà mình thì mình không có trồng lan nước được, cho nên á, nếu mình để như vậy nè, lúc mùa đông thì nó sẽ có cơ hội chết rất là cao. Vì nhà mình nó rất là lạnh và không có hợp với trồng nước. Mình thì trồng rất hợp với đất nung nhưng mà không hợp với nước, nên mình sẽ bỏ nó vào trong đất nung luôn. Khi mà cái cây nó trồng trong nước quen như thế này mà mình bỏ vô trong đất nung thì nó rất là nhanh phát triển các bạn, nó rất là hợp luôn. Mình bỏ nó vào trong cái chậu này là cái ly mình uống cà phê đó các bạn. Rồi mình đục lỗ như thế này cho nó thoáng, rồi mình bỏ vào trong cái chậu khác. Đối với cái cây này thì mình sẽ để nước cao như thế này nè các bạn. Mình để cao nó bằng cái rễ hoặc là gần bằng cũng được các bạn. Vì cái cây này nó đang ở trong nước nên nó đã quen với nước rồi. Mình không có cần phải để nước thấp, mình để nước cao đụng luôn cũng được nữa, vì cái cây này nó trồng trong nước. Ở đây cái cây này nè các bạn, cái cây này thì đang là có 5 lá, nhưng mà hôm nay thì cái lá này nó bắt đầu nó vàng và nó nhăn. Tự nhiên nó vàng nó nhăn các bạn. Thì cái điều này là cũng bình thường, có thể là tới nó già rồi nên nó rụng. Nhưng mà hôm nay á, thì mình quyết định là mình xé luôn các bạn. Mình để cái lá này thì mình sợ nó để lâu á các bạn, khi mình tưới á, nước nó vô trong kẽ lá, hoặc là nó có lỡ mà mình đã tưới nó vô trong kẽ lá rồi, thì nếu nó vàng như vậy á, mình không có xé nó ra thì nó cũng có nguy cơ lắm các bạn. Nên tốt nhất là mình nhìn thấy giống vậy là mình xé nó luôn cho rồi. Với lại cái lá này các bạn, hai đường biên nữa nè, tự nhiên nó màu trắng, nhìn giống như là có vẻ bệnh vậy đó. Mình đã thấy cái lá đó từ lâu, mình không muốn để cái lá đó rồi.
Sẵn tiện đây nó tự nhiên nó đổ vàng thì mình cũng tiễn nó lên đường luôn các bạn. Ở dưới đây thì ra rất là nhiều rễ luôn, cho nên cái cây này nó đang phát triển rất là tốt luôn. Lúc trước thì nó cũng bị bệnh đó các bạn, còn có một hai lá à. Thì từ từ mình cũng cứu nó, mình làm theo những cách mình vừa làm đó, rồi nó bây giờ nó phát triển như vậy nè. Còn về cây này thì trước khi nó có hoa đó các bạn, thì tự nhiên nó rụng hết, nó còn có 4 lá và mình thấy nó bị héo héo sao đó các bạn, thì mình biết cái cây này không tốt rồi. Nhưng vì nó đang có hoa nên mình để yên cho nó. Hôm nay thì mình sẽ tháo nó ra để mình coi có chuyện gì nó ra sao. Sẵn rồi mình check cái rễ nó lúc mùa hè luôn, để cho cái mùa hè này nó phát triển tốt. Cái cây này thì ở trên bề mặt mình bỏ rất là nhiều moss. Các bạn nhìn nè, thấy chưa? Cái cây này nhìn ở trên mà nó có vấn đề thì ở dưới là cái rễ thối nè, cái rễ thối hết luôn nè các bạn. Giờ mình cắt bỏ hết những cái rễ này. Tại vì cái cây này nó đang phát triển đó các bạn, nó đang mọc. Trong giai đoạn mà cái cây đang mọc đó các bạn, thì các bạn muốn sửa, muốn sang gì đó, thì bây giờ mình mở ra mình làm luôn trong giai đoạn này thì nó rất là nhanh phát triển và nó hợp luôn các bạn. Thành ra đây là giai đoạn quan trọng nhất nè, là mình cần làm ngay lúc này. Nó đang mọc lá mới đó các bạn, rồi đang mọc rễ luôn nè. Nói chung là mình nhìn vô cái cây mình biết là nó đang phát triển, nó đang mọc. Đó là cái lúc mà mình hợp nhất để mà mình thay chậu, mình cắt rễ, mình làm mấy những việc này. Để cho mùa hè là cái mùa mà cây đang mọc nè, mình làm mùa này thì cái mùa đông nó sẽ mạnh khỏe các bạn. Đất nung rất là đơn giản các bạn. Khi mình mở đổ ra rồi mình thay chậu, mình đổ tới đổ lui nó rất là nhanh, rất là gọn luôn. Không có phải mà tùm lum dơ giống như là những cái giá thể khác các bạn. Và khi mình thay chậu như thế mà mình cũng chẳng động gì tới nó, và nó vẫn phát triển bình thường, nó không có bị đứng lại gì hết. Vì lúc này nó đã quen với đất nung rồi. Cái cây này thì mình cũng phủ moss ở trên bề mặt như thế này nè các bạn, để kích thích cây ra rễ. Vì cái đá sỏi trên bề mặt á, mình đã hết rồi nên mình dùng moss tạm. Thì đây là cái cách mà mình chăm sóc những cái cây mà khi nó yếu đó các bạn. Thì ở đây là một ví dụ nè. Cái cây này thì mình cũng thay chậu nó trong mùa đông. Cái cây mới mua thôi các bạn. Và cái cây này nó nhiều lá. Nó là mà 5 lá. Nhưng mà khi mình bỏ vô đất nung thì nó đã rụng hết cái lá bạn, rụng rễ luôn. Còn có 3 lá thôi. Và rễ thì rụng hết luôn các bạn. Giống như những cái cây nãy giờ mình cho các bạn thấy, thì hôm nay nó đã ra cho mình 3 lá và đang ra một cái lá mới nữa là 4 lá các bạn. Nè các bạn thấy nó đang rau vồi hoa luôn. Cái cây này là mới mấy tháng rồi thôi đó các bạn. Có nghĩa là khi cái cây này mình bỏ vô trong đất nung thì nó bị sốc và nó rụng hết rễ, rụng lá 2-3 lá gì đó các bạn. Và bây giờ nó đã ra lá mới và ra rễ mới luôn. Đây là cái cách mà mình đã chăm sóc những cái cây vừa rồi, là làm giống như cái cây này luôn đó các bạn. Mình cắt cái thân của nó luôn, cái thân dưới khi nó bị hư đó, mình cắt luôn, không có rễ gì hết. Mà bây giờ bắt đầu nó ra rễ như thế này, các bạn nhìn cái rễ thì các bạn có thể thấy đó là những cái rễ mới đó các bạn. Và cái lá nó ra lá mới luôn. Mà khi những cái lá mới nó ra thì trong quá trình cái cây nó bị stress thì nó sẽ ra những lá nhỏ như thế này, chứ nó không được lớn các bạn. Thì từ từ khi nó đã quen với cái môi trường nhà mình thì từ từ những cái lá này nó sẽ lớn lên. Có thể là năm nay hoặc năm tới thì những cái lá nó sẽ lớn lên từ từ. Nói chung khi mình trồng lan thì cái cây lan nó sẽ có những cây nó tốt, có những cây không tốt. Nhưng mà mình phải biết cách chăm sóc nó, mình tìm mọi cách để cho cái cây nó khỏe. Ví dụ đây là những cái cây không tốt thì mình có thể mình nhìn thấy nó không khỏe thì mình sẽ cắt cái vòi hoa nó các bạn. Các bạn cứ cắt vòi hoa và cắm vô như thế này, rồi để cho nó có sức khỏe để nó nuôi dưỡng cái lá, nuôi dưỡng cái rễ, rồi sau đó nó sẽ tốt.
lên rồi thì các bạn có thể có hoa sau này, có thể là năm nay hoặc năm tới, giống như cái cây vừa rồi mình cho các bạn thấy đó, thì nó vừa có mấy tháng chứ bao nhiêu, thì bây giờ nó đã ra cái vòi hoa mới cho mình. Mình hy vọng là qua cái video này thì các bạn có thể biết xử lý khi gặp những cây lan tương tự như những cây lan của mình vừa đưa cho các bạn xem. Chúc các bạn thành công trong việc trồng lan, có những cây lan đẹp. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có thích video của mình thì các bạn hãy bấm like, share và bấm subscribe để đón xem những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt các bạn. Bye.